Trong thời gian gần đây, đã có nhiều nguồn tin cho rằng cựu danh thủ Ketisak trở lại dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu điều này xảy ra, đây có thể xem là một phi vụ bom tấn trên băng ghế huấn luyện của đội bóng phố núi. Bên cạnh đó, với danh tiếng của mình, người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai có quyền hy vọng vào sự khởi sắc của những đứa trẻ nhà Bố Đức ở mùa giải tới. Song đến khi đó, liệu Bố Đức có dám phá vỡ cấu trúc an toàn của ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai hiện tại vì Ketisak hay không lại là vấn đề khác. YouTube thả ga chỉ với 9K. Với những ai quan tâm và tìm hiểu nhiều về Ketisak, chúng ta không quên cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan từng có khoảng thời gian khó khăn khi dẫn dắt chính Hoàng Anh Gia Lai tại V-League 2010. Khi đó, dù có là huyền thoại sống của đội bóng phố núi, song Ketisak không tìm được tiếng nói chung với những thành viên trong ban huấn luyện cho đến chính các cầu thủ. Dù có sự ủng hộ từ Bầu Đức, nhưng kết thúc năm đó, Zico Thái Lan vẫn ngậm ngùi rời phố núi. Rời Hoàng Anh Gia Lai, Ketisak đã có được nhiều bài học về việc huấn luyện, tạo nền tảng để ông có giai đoạn rất thành công khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan cũng như đội U23 Olympic nước này. Chiến lược gia sinh năm 1973 xây dựng được một ekip ăn ý để hỗ trợ ông tốt nhất về chuyên môn từ huấn luyện viên phó, chuyên gia thể lực cho đến các bác sĩ. Sau khi từ chức ở tuyển Thái Lan để dẫn dắt Port FC, Ketisak vẫn giữ cách thức làm việc này, kéo theo những trợ lý thân cận khi đến đội bóng mới. Cách làm này chẳng lạ lẫm với một huấn luyện viên nhà nghề trên thế giới. Nhưng tại Hoàng Anh Gia Lai, nếu như chấp nhận điều này, những cựu danh thủ phố núi như Nguyễn Văn Đàn hay Dương Minh Linh có thể phải nhường sân khấu cho những trợ lý tới từ xứ sở chùa vàng. Bầu Đức là người khẳng khái, nóng tính, không ngại nói thẳng bất cứ điều gì. Song ông chủ tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng là người sống nặng về tình cảm. Vì thế, trong vài năm trở lại đây, chúng ta hiếm khi nào thấy được sự thay đổi lớn ở đội ngũ cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng này. Ngay cả việc thay tướng cũng là vòng xoay giữa những con người đang có mà thôi. Thế nên giữa tình và lý, cơn đau đầu dành cho Bầu Đức không hề nhẹ. Ketisak với vốn kinh nghiệm của mình chắc chắn không muốn lặp lại vết xe đổ của năm 2010. Mà như thế đồng nghĩa Bầu Đức cần chuẩn bị sẵn tinh thần làm mới gần như toàn bộ ban huấn luyện để nhà cầm quân sinh năm 1973 có điều kiện tốt nhất thực hiện công việc chuyên môn. Đó chính là vấn đề lớn nhất. Trước đó, nhiều người từng e dè về mức lương khủng mà Bầu Đức có thể phải chi trả cho Ketisak khi huyền thoại Hoàng Anh Gia Lai từng nhận con số lên tới 1,4 tỷ đồng một tháng khi còn làm việc tại đội tuyển Thái Lan. Nhưng trong khả năng của mình, tiền năm có lẽ không là vấn đề lớn với Bầu Đức khi ông còn nhận được sự hậu thuẫn từ tập đoàn Thaco. Bởi đơn giản, nếu thương vụ này xảy ra, cựu phó chủ tịch tài chính VFF đã ngầm tuyên bố rằng mình không còn đá cho vui. Và một khi đã cởi bỏ nút thắt về tham vọng, việc chi tiền để mời một huấn luyện viên có danh tiếng không có gì bất ngờ. Nhưng như đã nói ở trên, cái khó của Bầu Đức không nằm ở vấn đề kinh tế mà nằm ở sâu trong chính con người ông. Liệu chúng ta có được chứng kiến một cuộc cách mạng triệt để của Bầu Đức với Ketisak? Hãy cùng chờ đợi điều gì xảy ra tiếp theo nhé. YouTube thả ga chỉ